Điếc hoàn toàn đã lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, mấy chục năm rồi chứ. Hai bậc đại này. Rồi khi mà mình bắt réo, khi mà mình bắt réo thì máu nó sẽ bị chặn ở đây và nó không xuống chân được, bị ảnh hưởng thân. Và hai tay nắm hết là đi đúng chỗ đất. Đâu cái vai này là rã hết rồi. Thì khi mà đất này mà hoàn chặn hết mấy cái hai mạch máu này, chặn hết hai mạch máu này thì máu bây giờ nó vô người đầu rồi. Tay thì tôi chặn đầu, tay là tôi chặn ngay đây, còn tôi đẩy máu. Mọi thứ thì bên trên ngồi xuống. Chút xíu mình sẽ làm, đang tôi đẩy máu lên. Và khi tôi đẩy máu này lên thì nó sẽ bơm lên trên nhiều hơn. Bên cái tay, bên là bên trên này, bên giữa này, tay, thấy không? Bơm máu vô tay, đó. Thì khi ta bơm máu vô tay, thì cái lỗ tay đỏ lên hết mọi người thấy không? Rồi bơm cho nó mạch cảnh để cho máu lên não xong rồi, thì ta vê tay. Mà khi ta vê tay này hết nữa, thì khi nào mà nghe thống hết cái tay này, thì cái hiệu quả của nó là mới có tốt. Rồi, nắm ngón tay vào vô đây, cho máu vô tay. Cái này nắm lần xuống. Đau là tại vì hôm qua mình làm rồi, bữa nay mình làm tiếp, bác mới thấy đau. Rồi, mềm mềm khô ra. Rồi, xong tay này nè, điếc hoàn của anh. Tay này điếc hoàn toàn đã lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, mấy chục năm rồi chứ. Đấy, nhưng mà bây giờ thầy nói như vậy là tôi nghe bằng tay này thấy rõ là nghe bằng tay này chứ không phải bằng tay này. Tại vì mình nghe được cái lời nói bình thường, tức là mình coi như là mình sống lại được một nửa cuộc đời. Hốt đi anh em, chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.